cách đối phó khi bị người khác coi thường như cỏ rác. Trong xã hội đầy rông bão này, chúng ta gặp đủ loại người. Một số người đánh giá cao bạn và công nhận bạn, luôn giống như mặt trời, mang lại cho bạn sự động viên và hỗ trợ, cho phép bạn liên tục có được năng lượng tích cực. Nhưng cũng có một số người sẽ tấn công bạn, từ chối bạn và coi thường bạn. Cho dù bạn làm gì, bạn thành công đến đâu đi nữa, vẫn luôn cho rằng bạn làm sai. Cho dù bạn sống tốt thế nào, vẫn luôn phê bình bạn. Nếu bạn luôn tự hỏi mình phải làm gì khi bị người khác coi thường, thì video dưới đây chắc chắn sẽ là câu trả lời sáng tỏ nhất dành cho bạn. 1. Nhìn nhận cảm xúc của mình. Điều quan trọng mà bạn cần phải thực hiện đó là nhận ra rằng bạn đang bị coi nhẹ. Bạn không thể giải quyết vấn đề cho đến khi bạn thừa nhận rằng chúng đang hiện hữu. Thực hiện điều này có thể sẽ khá khó khăn nếu bạn thường được dạy rằng phải tốt bụng theo cách thụ động, và nó có nghĩa là cho phép người khác coi nhẹ bạn và nói với bạn rằng bạn không có quyền lên tiếng để bảo vệ bản thân. Ví dụ, thực hiện những điều tốt đẹp mà không mong được đền đáp, trong khi thường xuyên tử tế với người khác mà không mong đợi được trả ơn là hành động cụ thể của lòng tốt. Nó không có nghĩa là bạn nên cho phép người không có trách nhiệm với tiền bạc vay tiền của bạn. 2. Bỏ qua nó, học cách tránh xa. Trong cuộc sống, những người có vị trí khác nhau sẽ có những ý kiến, suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nó giống như tuyết rơi dày đặc và những người làm việc ngoài trời sẽ vất vả hơn, nhưng những người bán quần áo rét sẽ phấn chấn hơn vì quần áo sẽ bán chạy hơn. Thậm chí, từ tận đáy lòng, họ mong tuyết rơi càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều người trên thế giới không thể đồng cảm với hoàn cảnh của nhau và không thể hiểu được cảm xúc và nỗi đau của nhau. Tương tự như vậy, bị coi thường và giải thích quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Họ không hiểu áp lực bạn đang gánh và họ không hiểu nỗi đau của bạn trong cuộc sống. Khi gặp người coi thường mình, bạn không cần phải nói quá nhiều. Hãy học cách phớt lờ, học cách tránh xa. Đừng khinh thường những người ảnh hưởng đến nhịp sống của bạn. Đừng cáu gắt bởi những người coi thường bạn. Điều đó không đáng. Cuộc sống của bạn là của bạn. Bạn không cần phải sống vì người khác. Khi bị coi thường, bạn không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác mà nên bình tĩnh và tiếp tục sống cuộc sống của chính mình. 3. Hãy là chính mình. Đừng bị quấy rầy. Điều quan trọng nhất của cuộc đời là hãy là chính mình và sống thật tốt. Mọi người trên thế giới có đủ loại ý tưởng kỳ lạ, hoàn cảnh phát triển khác nhau và cách sống khác nhau. Trong thế giới của mình, gặp được những người đánh giá cao bạn là một loại may mắn, gặp những người coi thường bạn là chuyện bình thường. Bất cứ lúc nào, bạn cũng đừng khó chịu vì bị người khác coi thường. Đừng để những người coi thường mình xen vào cuộc sống của bạn. Khi gặp người coi thường bạn, thì cũng đừng nghi ngờ và phủ nhận bản thân vì sự đánh giá của người đó. Bạn phải biết trân trọng bản thân mình. Hãy làm tốt những gì bạn làm và hết lòng vì ước mơ của mình. Làm việc chăm chỉ, sống hết mình và để bản thân có một tương lai tươi sáng. Những người coi thường bạn sẽ tự nhiên thay đổi thái độ của họ vì sự trưởng thành của bạn. Càng bị người khác coi thường, bạn càng phải tự quản lý bản thân và sống thật tốt. 4. Trao đổi thẳng thắn. Trong các mối quan hệ, việc dễ dãi quá mức có thể khiến đối phương không tôn trọng bạn. Vì vậy, bạn nên trao đổi thẳng thắn để họ điều chỉnh lời nói và hành vi. Ở các mối quan hệ ngang bằng như đồng nghiệp, bạn bè và bạn đời, bạn sẽ dễ dàng trao đổi và yêu cầu đối phương dừng những lời nói, hành vi làm bạn bị tổn thương. Tuy nhiên, trong mối quan hệ với cha mẹ, ông bà, bạn sẽ khó có thể đề nghị người lớn tôn trọng bản thân, bởi người lớn luôn cho rằng những gì họ làm đều là vì tốt cho con cái. Lúc này, việc trò chuyện thậm chí còn khiến xung đột gia đình trở nên sâu sắc hơn. Cách giải quyết tốt nhất là tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thân khác như ông bà, cô chú, bác. 5. Học cách yêu thương, tôn trọng bản thân. Cách đơn giản để vượt qua việc bị người khác khinh thường là yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Việc xem nhẹ bản thân và nhẫn nhịn chỉ khiến bạn bị coi thường nhiều hơn. Yêu thương bản thân thể hiện qua nhiều khía cạnh. Hãy bắt đầu việc này bằng cách chăm sóc tốt cho sức khỏe thể chất, tinh thần. Chọn cho mình những người bạn, đồng nghiệp và bạn trai gái phù hợp. Học cách từ chối với những điều bản thân cảm thấy không thoải mái và bày tỏ thái độ rõ ràng với những người cố ý làm bản thân tổn thương. Khi yêu thương bản thân mình, bạn sẽ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của cuộc sống. Từ đó, bạn sẽ chủ động chấm dứt mối quan hệ với những người coi thường bản thân. 6. Học cách từ chối. Với những người khinh thường bạn, không có lý do gì để bạn giúp đỡ họ. Vì vậy, hãy học cách từ chối nếu bạn cảm thấy không thoải mái. Đối với những người bạn thực sự,
họ sẽ hiểu được vì sao bạn từ chối. Trong khi đó, những người chỉ quan tâm đến lợi ích sẽ bày tỏ sự tức giận, phẫn uất và làm bạn tổn thương. Vốn dĩ, những người này luôn coi thường và cho rằng bạn sẽ giúp đỡ họ vô điều kiện. Do đó, khi bị từ chối, họ sẽ không tránh khỏi sự tức giận và cáu kỉnh. Ngoài ra, bạn nên xem xét việc từ chối những yêu cầu từ người yêu và bạn đời nếu cảm thấy không thoải mái. Rất nhiều người cố gắng nhẫn nhịn để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, khi người khác đã khinh thường và không tôn trọng bạn, mối quan hệ này đã mất đi ý nghĩa thực sự. Hãy thẳng thắn trò chuyện và từ chối nếu bạn không thoải mái. 7. Cách nói chuyện để không bị coi thường. Sai lầm trong cách giao tiếp và ứng xử có thể khiến giá trị của chính bản thân bạn dần mất đi, thậm chí còn bị người khác coi thường. Dưới đây là một số vấn đề cần lưu ý nếu bạn muốn nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Nói chuyện lịch sự và tế nhị. Nếu sự đùa cợt của mọi người khiến bạn không vui vẻ, thoải mái thì hãy trao đổi thẳng thắn với họ. Không nhẫn nhịn quá mức để người khác có thể tự do xúc phạm bạn. Đừng quá quan tâm sự khen ngợi, công nhận hay đánh giá, phán xét từ người khác. Thấu hiểu giá trị của bản thân và hãy sống có lập trường vững vàng, tuyệt đối không được khoe khoang, khoác lác quá mức. Đặt ra giới hạn cho những lời nói và hành vi mà bản thân bạn có thể chấp nhận được. Bị người khác khinh thường là vấn đề không ai mong muốn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn thái độ và cách hành xử của bản thân đối với họ. Hy vọng qua những thông tin hữu ích trong video, bạn đọc đã lựa chọn được giải pháp phù hợp để xử lý những người thiếu tôn trọng và coi thường bản thân.